cô chào các con Hôm nay cô lại tiếp tục hướng dẫn các con Bài 20 câu chuyện kể kiến và bồ câu Trong chương trình sách giáo khoa mới Bộ sách Cánh diều Các con hãy lắng nghe Cô kể chuyện nha Kiến và bồ câu Hôm ấy kiến khát nước Tìm xuống suối Chẳng may sóng nước trào lên cuốn kiến đi và suýt dìm chết nó bồ câu bay qua nhìn thấy nó bèn thả xuống suối một cành lá kiến bò lên lá sóng đưa lá giạt vào bờ nhờ vậy kiến thoát chết kiến rất biết ơn bồ câu mấy ngày sau bồ câu đậu trên cành cây không biết rằng có một bác thợ săn đang rình bắn nó kiến nhìn thấy bác thợ săn sắp bắn bồ câu bèn chạy tới cắn thật mạnh vào chân bác thợ săn bác ta giật mình la to ôi ôi bồ câu nghe động giật mình bay vụt đi các con hãy quan sát uh, tranh sách giáo khoa của các con đây là bốn bức tranh qua câu chuyện kể kiến và bồ câu bức tranh thứ nhất bức tranh thứ hai bức tranh thứ ba bức tranh thứ tư và dưới này là câu hỏi của nội dung trong các bức tranh các con lắng nghe chuyện gì xảy ra khi kiến xuống suối uống nước chuyện gì xảy ra khi kiến xuống suối uống nước các con suy nghĩ để trả lời à kiến xuống suối uống nước chẳng may sóng trào lên cuộn tròn kiến và suýt dìm kiến chết qua tranh thứ hai các con này lắng nghe câu hỏi nhờ đâu kiến thoát chết các con suy nghĩ để trả lời nhờ đâu kiến thoát chết À Bồ câu bay qua Nó liền thấy Và bèn thả xuống suối một cành lá Bèn thả xuống suối một cành lá Các con thấy không? Bèn thả xuống suối một cành lá Rồi kiến bám vào cành lá Lá dạt vào bờ Và kiến thoát chết Qua bức tranh thứ ba Các con thấy Đây là ai? À đây là bác thợ săn bác thợ săn đang làm gì ừ, các con hãy lắng nghe câu hỏi bác thợ săn làm gì khi nhìn thấy bồ câu các con suy nghĩ để trả lời bác thợ săn ở đây bác thợ săn đang dùng súng ngắm bắn chú bồ câu đang đậu trên cành. Qua bức tranh thứ tư, các con thấy sao? Bác thợ săn đang làm gì? À, và kiến đã làm gì để cứu bồ câu? Qua câu hỏi, các con lắng nghe. Kiến đã cứu bồ câu như thế nào? Các con suy nghĩ để trả lời. À, qua bức tranh thứ tư, sau khi thoát chết, Kiến rất là mang ơn bồ câu. Một hôm Kiến đã thấy bồ câu đậu trên cành cây và bác thợ săn rừng bắn. Kiến đã cứu bồ câu bằng cách Kiến bò đến cánh thật đau vào chân bác thợ săn. Thế là bác thợ săn la lên ối ối lúc này bồ câu giật mình bay đi thế là bồ câu thoát chết qua câu chuyện kể ở đây các các con thấy kiến và bồ câu sau khi bồ à, bồ câu đã cứu kiến kiến rất mang ơn và sẽ đền ơn à, qua câu chuyện kể chúng ta thấy à, ở đây kiến và bồ câu rất mang ơn nhau và đền ơn nhau và cứu nhau thấy chưa. Ừ. Câu chuyện kể của các con đến đây đã hết rồi. Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Cô chào các con. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất.